công ty kim loại G7 chuyên nhập khẩu kim loại cao cấp từ các nước G7, EU, G20. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm inox, nhôm, đồng, thép, titan, nickel và các loại hợp kim khác. Chúng tôi có thể nhập nhỏ lẻ theo yêu cầu của khách hàng với thời gian nhanh nhất. Thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi thể hiện trên màn hình và trong phần bình luận của video. Lăn danh đỏ, thứ lời nguyền định nghĩa rõ nhất cho câu nói nước lớn không cần đồng minh mà họ cần chư hầu. Ukraine chính là một trong những nạn nhân của cái gọi là lằn danh đỏ. Vậy nhưng, họ không phải người duy nhất. Lịch sử chỉ ra rằng, các cuộc xâm lược của nước lớn với các nước nhỏ phần nhiều không nằm ở kinh tế, mà nó nằm nhiều ở vị trí chiến lược hoặc là để phòng thủ kẻ thù của mình. Theo dòng lịch sử tới hiện tại, ta có thể thấy rằng Ukraine và Cuba đã và đang là nạn nhân của cái lời nguyền mang tên lằn danh đỏ. Hãy cùng tìm hiểu về lời nguyền này qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Con đường lịch sử. Đầu tiên, hãy đào sâu vào lịch sử, vì chỉ có lịch sử mới cho ta những câu trả lời và bài học cho hiện tại. Cuba và Ukraine tuy cách nhau tới nửa vòng trái đất, thế nhưng đã được sắp xếp là phải hứng chịu chung một lời nguyền. Hãy quay về với thời điểm mà khái niệm Liên Xô hay chiến tranh lạnh còn chưa ra đời. Đế quốc Nga, đế quốc của người Slav, một trong những đế quốc hùng mạnh và có lãnh thổ rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Lãnh thổ của nó không bao trọn chỉ Liên Xô ngày trước, mà còn khuếch đại hơn thế rất nhiều. Sớm chiều tắt nắng, trăng khuyết lại tròn, ngoảnh mặt quay lại đã vài kiếp người trôi qua. Tới đầu thế kỷ 20, đế quốc Nga đang chút những hơi thở cuối cùng của mình và vĩnh viễn biến mất khỏi lịch sử vào năm 1917. Để rồi từ đống tro tàn của đế chế đó, một siêu cường mới đã được khai sinh, đó là Liên Xô. Với nền tảng là ba quốc gia có chung một gốc, Ukraine, Nga và Belarus, họ đã thành công biến quốc gia đang lạc hậu hơn phương Tây khoảng 100 năm thành một quốc gia công nghiệp hiện đại trong vòng có 18 năm. Cùng nhau, họ đã đi qua cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại, Thế chiến II. Bình minh đế chế đỏ đã soi sáng và tạo ra cơn địa chấn trên khắp thế giới. Từ Á Phi đang nằm dưới gót chân của các đế quốc kiểu cũ như Anh và Pháp, đến Mỹ Latin xa xôi, hàng loạt những phong trào do người Cộng sản lãnh đạo đã nổi dậy thành công và đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Năm 1959, một chàng trai trẻ có tên là Fidel Castro, sau 5 năm kháng chiến, đã lật đổ chế độ của Fulgencio Batista, kẻ được gọi là thằng khốn nạn của nước Mỹ. Ruộng đất được chia lại, tài sản của người Cuba đã về tay người Cuba. Ai cũng vui. Vậy nhưng, cách đó 80 km về phía Bắc thì không. Hoa Kỳ khi đó đang rất tức giận khi khu vực được xem là sân sau của mình bị kẻ thù số 1 khi đó nhuộm đỏ. Để rồi thế giới đã có nhiều phút giây phải nín thở vì vũ khí hạt nhân. Thế nhưng cũng kể từ đây, Cuba và Ukraine đã đi cùng trên một con đường xã hội chủ nghĩa. Cuba trước khi nhuộm đỏ đã từng là khu vực nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Vào giữa thế kỷ thứ 19, khi hai miền Nam Bắc của Hoa Kỳ như một thùng thuốc súng, trực chờ nổ bất kỳ khi nào. Miền Bắc là nền kinh tế được vận hành bởi công nghiệp với những nhà máy hiện đại, còn miền Nam là nông nghiệp thu hoạch lớn, sử dụng nô lệ da đen với quy mô lớn. Điều này đã khiến cho hai miền mâu thuẫn gay gắt, khi ông miền Bắc bảo bỏ, còn ông miền Nam thì nói không. Phe miền Nam khi đó, đứng đầu là Jefferson Davis, đã đàm phán với Tây Ban Nha hòng mua lại Cuba, khi này đang là thuộc địa của Tây Ban Nha, để sử dụng những người dân ở đây làm nô lệ. Miền Bắc đã phản đối mãnh liệt, và thế là hai bên quyết định còn ba tổng kể từ năm 1861, kéo dài tới năm 1865. Cuối cùng thì phe miền Nam thất bại và chế độ nô lệ được bãi bỏ. Thế nhưng phe miền Bắc thì cũng muốn có Cuba không kém gì phe miền Nam. Họ đã âm thầm quan sát hòn đảo này để trực chờ cơ hội và cướp lấy nó. Năm 1895, một cuộc nổi dậy của người dân Cuba chống lại thực dân Tây Ban Nha, thế nhưng đã bị đàn áp dã man. Cuộc chiến này đã gây ra thiệt hại cho các cơ sở kinh doanh của Hoa Kỳ tại đây. Ước tính số tiền lên tới 100 triệu đô
vào thời gian năm đó. Tới năm 1897, họ đã cử tàu chiến Maine tới đây để bảo vệ việc làm ăn của người Mỹ. Thế nhưng, nó đã bị đánh chìm một cách bí ẩn và hàng trăm thủy thủ đã thiệt mạng. Cho tới nay, nguyên nhân dẫn tới việc tàu chiến bị chìm vẫn chưa có lời giải. Vậy nhưng, điều này thì không quan trọng nữa. Hoa Kỳ chỉ cần một cái cớ và lập tức đổ quân vào đây, tấn công và hất cả người Tây Ban Nha ra khỏi Cuba. Vậy thì sau khi Tây Ban Nha ra đi, thì Cuba có được độc lập không? Chẳng có đâu. Vì nếu thế, thì các bạn đã không phải xem video này. Hoa Kỳ đã biến Cuba thành một quốc gia bảo hộ. Hoa Kỳ sẽ có quyền kiểm soát kinh tế và đối ngoại với Cuba, đồng thời cũng tự cho mình cái quyền can thiệp vào nội bộ của quốc gia này. Hay nói trắng ra thì chỉ là chuyển thuộc địa từ Tây Ban Nha sang tay Hoa Kỳ mà thôi. Năm 1902, Hoa Kỳ trao trả độc lập cho Cuba với 7 điều kiện, trong đó có 2 điều oái oăm. Đó là: 1 là phải cho phép Hoa Kỳ đơn phương can thiệp vào vấn đề nội bộ của Cuba, và 2 đó là Hoa Kỳ sẽ được thuê vịnh Guantanamo làm căn cứ quân sự vĩnh viễn. Những điều này được đặt ra với mục đích là sẽ ổn định Cuba và đảm bảo lợi ích của Hoa Kỳ tại đây. Vậy nhưng, việc Fidel Castro nhuộm đỏ hòn đảo này chính là điều đã động tới làn danh đỏ của Mỹ, đặc biệt khi họ đã trở thành đồng minh của Liên Xô. Đây là một điều không thể chấp nhận được với người Mỹ. Họ biết rằng bất kỳ một hành động đổ quân nào vào đây sẽ là lời tuyên chiến với phe còn lại. Chính vì thế, Hoa Kỳ đã cố gắng bóp chết thương mại của Cuba bằng cách cấm vận và kích động các cuộc nổi dậy, kích động hận thù dân tộc, đồng thời tung người ám sát Fidel Castro. Những hành động đó đã kéo dài từ những năm 60 cho tới tận hôm nay. Còn Ukraine thì sao? Câu chuyện của họ bắt đầu muộn hơn, thế nhưng tàn khốc hơn Cuba rất nhiều. Trong suốt thời kỳ Liên Xô còn tồn tại, Ukraine chính là đứa con cưng của xã hội chủ nghĩa. Họ sở hữu cả một nền công nghiệp và nông nghiệp cực kỳ phát triển. Cứ nghe cái tên giỏ bánh mì của châu Âu là đủ hiểu rồi đấy. Công nghiệp ư? Họ là cường quốc công nghiệp lớn thứ hai châu Âu. Rất nhiều nhà máy công nghiệp và xưởng đóng tàu được Liên Xô đặt tại đây. Không những vậy, họ còn được sang nhượng bán đảo Crimea vào năm 1954. Nơi đây chính là điểm đóng quân của hạm đội Biển Đen và rất nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Liên Xô. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ. Ukraine, Belarus và Nga tách ra thành những quốc gia độc lập. Trong đó thì Nga được xem là quốc gia thừa kế của Liên Xô. Vậy nhưng giờ đây, Ukraine thì lại chính là vấn đề lớn nhất của họ. Bỏ qua những năm 90 đầy hỗn loạn dưới thời của Yeltsin, người đàn ông đã làm thay đổi tất cả, Putin. Ông không những đưa nước Nga thoát ra khỏi khủng hoảng mà còn đi tìm lại đúng vị thế đã mất của mình. Sau khi ổn định tình hình kinh tế và củng cố quân đội, ông đã nhìn sang hướng Tây. Đa phần các quốc gia hậu Xô Viết đều đã ngả về phía Tây. Chỉ còn hai người anh em chung gốc lâu năm là Belarus và Ukraine. Với Belarus thì đơn giản thôi, họ vẫn luôn coi Nga như người anh em, chỉ thiếu mỗi nước sáp nhập. Belarus còn được gọi là Bạch Nga là đủ hiểu thế nào rồi đấy. Thực ra thì lý do cũng dễ hiểu, vì 81% Belarus bản xứ là người thuộc chủng tộc Đông Slav chung gốc với Nga, 11% còn lại thì là người Nga. Còn với Ukraine thì nó là một vấn đề nan giải, do lịch sử hình thành quốc gia này rất phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Có thể chia Ukraine ra thành hai khu vực. Phía đông là những lãnh thổ cũ thuộc đế chế Nga từ khi mới hình thành, với đa số dân tộc thuộc Đông Slav và theo chính thống giáo phương Đông. Phía tây là những phần lãnh thổ được mở rộng dưới thời của Catherine Đại Đế và sau đó là Stalin. Nơi đây là sự pha trộn giữa nhiều sắc tộc và chịu ảnh hưởng nhiều bởi Thiên Chúa giáo. Khi nhà nước Ukraine mới hình thành, bản thân nó đã bị chia rẽ nghiêm trọng từ tôn giáo tới sắc tộc, khi một bên thì muốn ở lại với nước Nga, một bên thì ngả về phía Tây. Chính vì vậy, cái tình cảnh nhà nước luôn bị chia rẽ trầm trọng, chìm trong tham nhũng và chia bè kết phái đã là chuyện cờ bữa. Các vị lãnh đạo lên làm tổng thống, người thì thân Nga, người thì thân phương Tây, đã thay nhau nắm quyền. Cho tới bước ngoặt xảy ra vào năm 2014, tổng thống hợp pháp của Ukraine
lúc này là Yanukovych, đã có xu hướng thân Nga, bị lật đổ bởi phong trào Euromaidan và phải đào tẩu sang Nga. Và kể từ đây, cái lời nguyền làn danh đỏ đã ứng nghiệm với Ukraine. Họ dần trở thành quân cờ thỏa thuận trong tay các nước lớn, đó là Nga và phương Tây. Nga thì cảm thấy bị đe dọa khi vùng chịu ảnh hưởng của mình có khả năng mất vào tay phương Tây, và thế là họ tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea. Hơn nữa, như đã nói, bản thân nước này cũng đã bị chia rẽ ngay từ khi nó mới được thành lập. Và thế là khu vực Donbass tuyên bố tự trị khỏi chính quyền Kiev. Đây là khu vực thân Nga và muốn sáp nhập vào Nga. Còn chính quyền mới do Tổng thống lâm thời là Poroshenko, thân phương Tây nắm quyền. Chiến tranh Donbass và sau đó là những gì đã xảy ra ngay khi này. Hiện tại họ đang có chiến tranh. Và cái lời nguyền làn danh đỏ đó đã dày vò cả hai quốc gia là Cuba và Ukraine. Kẻ mang ngọc có tội. Như đã nói ở phần đầu video, nước lớn thì không cần đồng minh, mà họ cần chư hầu. Từ lịch sử tới hiện tại đều như vậy. Và cái mà họ cần nhất ở các nước chư hầu không chỉ là sự thần phục, mà còn là tầm quan trọng tới sống còn của quốc gia đó. Hay như cổ nhân đã nói, kẻ mang ngọc có tội. Vì cái vị trí địa lý của họ có ảnh hưởng chiến lược và sống còn với các nước lớn. Vì thế, không có tội cũng thành có tội. Hãy bắt đầu với Cuba. Cuba hằn sâu vào tư duy chiến lược của Mỹ ở hai tầng nấc. Nấc 1, tự thân Cuba chưa bao giờ là mối đe dọa với Mỹ cả. Thế nhưng dưới sự kiểm soát của một cường quốc hải quân, Cuba có thể bóp nghẹt kinh tế nước Mỹ, khi nơi đây chính là tấm khiên từ xa bảo vệ khu vực Louisiana, khu vực đảm bảo nền kinh tế sống còn của nước Mỹ. Nấc thứ 2 xuất hiện sau khi Liên Xô triển khai dàn tên lửa đạn đạo tầm trung tại đây vào năm 1962. Cuba giờ đây là mối đe dọa tiềm tàng với sự sống còn của nước Mỹ, cũng như đối với các tuyến giao thương. Mất kinh tế thì có thể ăn ngô, ăn khoai qua ngày, thế nhưng nếu mà đã phải ăn nấm ấy, thì các bạn tự hiểu rồi đấy. Nơi gần nhất giữa Cuba và Mỹ chỉ có 80 km. Liên Xô thì đã đặt tên lửa tầm trung ở đây, và cả nước Mỹ đều nằm trong bàn tay của họ. Hàng loạt các thành phố lớn, các trung tâm công nghiệp, trung tâm kinh tế tài chính nằm ở phía đông của nước Mỹ đều nằm trong tầm ngắm của các tên lửa đặt tại Cuba. Và chỉ mất có một vài phút sau khi bấm nút, tên lửa có thể tung bay hủy diệt những thành phố này. Cuba với Mỹ có vai trò giống hệt như Đài Loan với Trung Quốc. Khi chiến tranh hạt nhân đi tới bên bờ vực, nhiều con số ước đoán đã khiến Kennedy phải giật mình. Nếu xảy ra chiến tranh, trong 5 phút, nước Mỹ sẽ có ít nhất là 8 triệu người chết. Trong khi đó, để làm điều tương tự với Liên Xô, họ sẽ mất gấp đôi thời gian đó. Chính vì vậy mà Kennedy đã phải tìm mọi cách đàm phán sau hậu trường. Chỉ một phi vụ đó thôi đã khiến nước Mỹ phải lạnh sống lưng. Kennedy phải bằng mọi giá ngăn hòn đảo này trở thành bàn đạp tấn công họ. Mà các bạn hãy nghĩ xem, vũ khí hạt nhân thời những năm 60 mà so với những thứ như Trader 2 hay Samad thì chẳng khác nào đồ chơi cả. Vậy nên những thứ hủy diệt đó vĩnh viễn không được xuất hiện ở Cuba. Mỹ và Liên Xô đã thỏa thuận với nhau. Theo đó, Mỹ cam kết sẽ không được xâm lược Cuba, và Liên Xô thì cũng cam kết là không đặt vũ khí hạt nhân ở nước này. Việc tuyên bố không xâm lược Cuba là một nước đi vì đại cục trước mắt, đẩy mối đe dọa ra xa khỏi nước Mỹ. Thế nhưng về lâu về dài thì lại có nhiều thiệt thòi. Liên Xô thì chỉ tuyên bố là không đặt vũ khí hạt nhân ở Cuba, thế nhưng họ thì lại không nói là không hỗ trợ quân sự cho Cuba. Vậy nên, sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, các tàu của hạm đội Thái Bình Dương và Biển Bắc thì vẫn cứ lởn vởn ở đây, khiến Hoa Kỳ vô cùng nóng mắt. Và chừng nào hòn đảo này còn màu đỏ thì họ vẫn chưa an tâm. Các bạn đã hiểu tại sao mà mình nói kẻ mang ngọc có tội chưa? Như vậy đấy, không có tội cũng trở thành có tội, vì đơn giản nó gắn với quyền lợi của những nước lớn. Còn với Ukraine thì cũng tương tự như vậy thôi. Hãy bắt đầu từ bán đảo Crimea và đặc biệt là quân cảng Sevastopol với vị trí chiến lược ở châu Âu. Từ vị trí này có thể kiểm soát bán đảo Ban Căng, Bắc Trung Đông và Caucasus. Ngoài ra, đối với nước Nga
Đây cũng là con đường duy nhất tiến ra Địa Trung Hải thông qua các eo biển Dardanelles và Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp Hải quân Nga có thể khống chế Địa Trung Hải. Hay nói đúng hơn, khi nào cầm được bán đảo Crimea trong tay, thì khi đó Nga có thể chặn đứng được mọi đe dọa nhắm vào mình từ hướng Biển Đen. Mặt khác, nơi đây cũng là điểm đóng quân của hạm đội Biển Đen và rất nhiều cơ sở quân sự hiện đại quan trọng từ thời Liên Xô. Có thể kể đến như căn cứ huấn luyện bay mặt đất Nitka nằm tại Crimea, cũng được xây dựng từ thời Liên Xô để huấn luyện phi công tiêm kích hạm Su-33 cho tàu sân bay Kuznetsov. Nơi đây cũng nắm giữ những bí quyết công nghệ mang tính chiến lược như động cơ tàu thủy, tàu đổ bộ đệm khí giúp tiêm kích hạm Su-33, v.v. Nói chung là rất nhiều công nghệ về hải quân thời Liên Xô mà Nga rất cần. Tiếp theo là bản thân Ukraine. Nếu nói về kinh tế hay công nghiệp của Ukraine quan trọng với Nga không thì đúng. Thế nhưng Ukraine có tội vì họ chung đường biên giới với Nga. Vì như đã nói ở trên, đa số các quốc gia hậu Xô Viết ở phía Tây đã gia nhập NATO, mà bản thân NATO ra đời chính là để chống lại Liên Xô và hiện tại là chống lại Nga. Với Belarus thì họ không phải lo, vì như đã nói ở trên, chỉ thiếu mỗi bước sáp nhập nữa mà thôi. Còn Ukraine thì đang có xu hướng thân phương Tây, và nếu họ gia nhập NATO thì cũng giống như Cuba với Mỹ, đó sẽ là một nước cờ chiếu tướng. Vì như vậy, nghĩa là tên lửa hạt nhân của NATO có thể đặt sát ngay vách nhà của họ và sẽ chỉ mất vài phút để tung bay trên bầu trời Moscow. Tầm quan trọng của Ukraine với Nga ngang ngửa như Cuba với Mỹ, vì nếu mất nó thì sẽ là nước cờ chiếu tướng với cả hai. Chính vì vậy, cả hai đều đã phải hứng chịu lời nguyền làn ranh đỏ. Với Cuba là cấm vận từ Mỹ từ những năm 1960, khiến kinh tế không thể nào phát triển được. Còn với Ukraine thì đó là chiến tranh, và họ đã mất rất nhiều lãnh thổ và dân số vào tay của Nga. Trong khi bản thân phần còn lại thì kinh tế rơi vào suy thoái, cuộc sống của người dân khó khăn chồng chất. Không những vậy, việc tạo ra chiến tranh và bất ổn chính trị khiến cho quốc gia này không thể gia nhập vào NATO hay EU. Vì đơn giản thôi, chẳng ai muốn vác bom về nhà cả. Đó chính là nỗi khổ của những quốc gia mang theo lời nguyền làn danh đỏ. Bản thân họ vốn không có tội, thế nhưng chỉ vì trò chơi quyền lực của những nước lớn mà họ đã bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn. Đúng là kẻ mang ngọc có tội.